À, chào bà con, vừa rồi mình có nói bà con coi như biết cái tác dụng của cái hãng đã cấm những người nào mà nghe 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 iPod hay nghe Bluetooth ở trong cái iPhone đó thì bị cấm hết. Rồi cả những người nào mà đi lấy cái xe đẩy đồ đó, cái mà người ta làm biếng, để mà kéo đi ra, người ta lên đó người ta đợi tại cái xe này nó ở đây thì hầu hết người ta xây cái nền nó rất là tốt, coi như bị cấm. Nguyên do tại sao cấm vừa rồi mình chưa có nói cho bà con biết ha. Ta coi như vừa rồi ta coi khi mà họp á, thì người ta nói tại sao mà người ta cấm như vậy, đó là tại vì một số người đi mà khi mà nghe máy, ở trong cái warehouse, cái chỗ mà để mà warehouse là cái chỗ mà để đồ, chỗ cái chỗ mà để chứa đồ, thì có xe forklift, người ta chạy tới chạy lui rất là nhiều. Rồi khi mà cái forklift đó nó bốc kèn, bốc còi đó. Nhiều là một số người đeo cái mai cái ống tai để mà nghe nhạc, nó coi như nó không có nó người ta không nghe thấy, rồi coi như xém gây ra tai nạn. Rồi cái thứ hai nữa là coi cái hôm vừa rồi đó, nó bị báo động là coi chữa cháy. Chữa cháy thì coi chữa cháy coi tại vì bên Úc này nó đang là mùa hè, là coi như cái nó có cái hệ thống ở alarm để mà báo cháy. Rồi coi như khi vừa rồi nó báo có một đám cháy ở phía ngoài, do mấy người hút thuốc á, người ta để tình cà tàn lên thế nào nó cho nó bị cháy, nó bốc khói lên ở trong cái thùng rác, nó bốc khói lên bắt đầu nó báo động, coi như cái mấy cái người mà đeo cái hệ thống Bluetooth này hay iPod, rồi ngay cả cái iPhone giống như mình vừa rồi mình nói đó, không nghe được. Thì khi mà nó báo động như vậy đó, cái ông mà ông quản lý mấy ông boss ông đi vòng vòng ông coi con nhân viên đã ra hết chưa. Thì còn một số người khi mà họ chưa chịu ra, tại cái tai của họ nó đeo cái Bluetooth để mà nghe nhạc, cho nên chính vì vậy mà coi như ở trong phần phần warehouse, nó bị gì như vậy, nó không ảnh hưởng tới cái phần mà mình sản xuất, nhưng mà về công bằng, nếu mà cấm ở trong cái phần mà phần cái kho đó, cái kho mà không cấm ở ngoài đó, thì mất công mấy thằng Tây Phương nó cự, bên Tây Phương nó cự. Vì vậy cho nên coi như để công bằng, thì coi như người ta sẽ coi như cấm hết tất cả. Rồi chính vì vậy mà mình mới khoe với bà con như vậy đó, cho nên mình phải nghĩ ra một cái phương pháp nào đó để cho như mình có thể mình nghe mà không có bị phạm luật của hãng mới ra đó. Thì vừa rồi mình có khoe với bà con như vậy đó, khoe với bà con như vậy thì bây giờ mình tiếp tục mình cho bà con thấy trong cái lúc mà khó khăn đó, thì mình có làm cái máy của mình, mình cho vô trong này đó, mình cho vô trong này đó, mình coi coi như mình nghe, mình không cần cái hệ thống earphone nữa, mình mở coi như mở bằng volume của nó thôi, bằng một cái speaker của cái máy này, rồi cái nó có cái nút lên xuống để mình mở lớn mở nhỏ gì đó, nó sẽ cho mình nghe rất là lớn, nhưng mà mình không có nghe lớn được chi, tại vì coi như sự ồn ào cho những người khác á, sự ồn ào cho những người khác, thì coi như trong cái khó khăn đó thì mình cũng tìm ra được phương pháp này, coi như rất là thuận tiện, coi như mình giờ mình không có cắm vô cái tai của mình, có thể cái tai nó bị yếu đi, thì coi cái tai nó bị yếu đi rồi coi như nếu mà nghe thời gian lâu dài đó, tiếng Anh nó có khá hơn được chút xíu, mà cái tai nó yếu đi, nhất là cái tuổi mà xế chiều như vậy, nó bắt đầu tai nó bắt đầu nó lãng tai nhiều rồi đó, thì coi như mình mới bớt sử dụng được cái phần nào trong vấn đề mà cắm vô cái tai của mình thì tốt chừng đó.
Thì cái vừa rồi mình có nói cái phương pháp là coi như nếu mà mình đội mình nghe một cái phần bên này bên tay trái này một thời gian, nó có thí dụ một tiếng hay là nửa tiếng gì đó, mình cảm thấy cái tai này nó mệt rồi thì bắt đầu mình xoay ra đằng sau đó, xoay ra đằng sau. Rồi nếu mà để nghe cả hai tay thì xong mình xoay sang bên phải hay đằng trước như tùy theo. Thì cái phương pháp như vậy á, coi như để học tiếng Anh rất là tốt cho bà con. Tại vì mình thấy coi như ở Việt Nam thì coi như hãng xưởng coi như bây giờ bắt đầu người ta chuyển về Việt Nam nhiều. Rồi nếu mà mình có tiếng Anh á, thì coi như mình được trọng dụng nhiều hơn. Hãng xưởng sẽ tiếp xúc với mình, là có thể mình bà con có thể làm được ông cai không chừng nữa. Nếu mà tiếng Anh của bà con khá. Rồi nếu mà mai kia mà khá rồi bà con có thể đi du ngoạn, du lịch ở nước ngoài thì kia cũng rất là dễ dàng. Đó thì coi đại khái một chút xíu mình chia sẻ với bà con vậy ha. Thì cái đó là cái phương pháp cái đại khái coi như mình khẩn cấp á, thì mình chế đại khái cái dây cột đồ này, thì lát nữa mình sẽ dùng cái dây thun á, mình sẽ may như này coi như cho nó đẹp hơn chút xíu, mà nó khỏi bị nhìn cái này nó dơ quá đi. Những cái này nó dơ mà coi như mấy thằng ở trong hãng nó cũng thắc mắc là mày nhìn làm gì trên cái mũ của mày vậy. Thì nói tao đi để cái máy của tao trong này. Thì mới nói là ok. Để ngay cả ông boss như vậy cũng không có nói gì hết. Coi mình hỏi ông thì ông bảo ok được không sao, tại vì nó không cắm vô cái tai đó. Thì khi mà còi báo động hay là nếu mà mình đi trong cái phần cái kho đó, thì coi như nếu mà nó một cái xe forklift nó bóp kèn nó báo động cho mình biết là nó đang tới á, thì mình có thể mình tránh được, tại mình không để vô cái tai của mình nó không bị ảnh hưởng. Ok, rồi một chút xíu chia sẻ với bà con. Để nếu mà ai thích cái video của mình cho mình cái subscribe á, cái like để mình tiếp tục hành trình của mình bà con ha. Rồi bye bye bà con nha.